Rồi hôm nay thầy cùng hướng dẫn các bạn sử dụng tạp project bằng PyCharm để lập trình các bài toán trên bằng Python. Sau khi chạy PyCharm xong, các bạn ấn nút New Project. Trong New Project các bạn đặt tên một, ví dụ như thầy đang đặt bài là phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, thầy đặt tên là thủ tục phân tích, rồi ấn Enter. Ở trên cửa sổ PyCharm thì sau khi tạo xong project thì nó chờ 1-2 phút để nó sẽ load. Ta sử dụng phần mềm PyCharm bản Community, cái bản miễn phí dành cho giáo dục. Trong toàn bộ code các bạn có thể xóa nó đi. Bây giờ thì thầy hướng dẫn cách làm việc với tệp. Đầu tiên thì ta sẽ mở tệp. Ta có mở cái file tên là phân tích .inp. Mở tệp này ra để đọc. Rồi ta mở file fo bằng open. Ta phân tích file fo với để tham số là viết. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện đọc vào một cái show, thì ta có cái show là fi.readline. Đọc lấy một sâu vào, đề bài người ta cho số nguyên dương n, ta có split để tách nó ra. Số nguyên dương n là số duy nhất nằm ở trong file nên ta khai báo một cái biến n bằng int thằng s0. Chỗ này các bạn đọc được là nhìn được không nhỉ? Để thầy cho phông chữ to lên tí nữa nhé. Như thầy sao nó vẫn bé bé rồi ta chơi trật tự quan sát tiếp nhá. Sau khi đọc được số nguyên dương n, ta phân tích n thừa số nguyên tố bé nhất bằng 2. Chừng nào thằng y đang còn nhỏ nó bằng căn n thì thực hiện hai việc. Việc thứ nhất thì ta nhận thấy chừng nào thằng n đang còn chia hết cho thằng y và thằng n đang còn lớn hơn 0 thì thực hiện công việc. Ta đưa giá trị y ra. Và n còn lại là bằng phần n chia nguyên cho 10, ta có phép toán chia nguyên. Rồi, sau đó ta tăng y lên thằng kế tiếp. Sau vòng lặp này, nếu n còn lại mà lớn hơn 1 chứng tỏ trong n đang chứa một số nguyên tố, thì ta print nốt thằng n ra. Rồi, để chạy thử chương trình thì thầy sẽ vào file, chọn new. Chọn file, thầy gõ chữ phân tích .inp. Ví dụ như thầy phải muốn phân tích số 28, thầy gõ số 28 vào, ấn nút chạy chương trình. Đấy. Nó báo rằng là invalid ở syntax ở cái dòng này. Vậy thì ta quay trở lại chương trình thì nó báo ở cái chỗ dòng này bị sai, ta xóa đi một cái dấu và. Rồi ta lại kiểm tra tiếp. Rồi nó báo rằng là cái biến s là S0 không có bởi vì khi nãy mình đọc vào sâu SN. Đấy. Ta cứ sửa lỗi tương tự như vậy. Rồi sau khi chạy xong cái file này thì ta sẽ thực hiện cái công việc mở cái file out này ra xem kết quả. Bên tay trái này file in ở đây, file out ở đây. Ủa? File out không ra gì. Xin lỗi các bạn, ghi ấy thêm chữ phải file bằng fo. File bằng fo là để viết ra tệp.
Rồi ta sửa một chút để các bạn cùng quan sát nhé. Rồi sau khi thầy thử lấy số 26, thôi được 13 rồi, ok. Rồi. Như vậy ta đã thực hiện được cái thao tác là khi nãy ở đây ta có chữ và, quên mất thầy sử dụng chữ en. Số 26 bằng 213 về thầy lấy số 124. Thử phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố. Đấy, 124 nó sẽ bằng 2231. Đấy, như vậy trên đây thầy hướng dẫn các bạn thực hiện thao tác làm một cái bài code trên PyCharm nhé. Về nhà ta có thể thực hành lại được. Rồi, chúc các bạn thành công.